Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về những hành động mà khiến cho các bạn sẽ trở thành một người quyến rũ, khó đoán mà sẽ khiến cho đối phương muốn biết nhiều hơn về các bạn. Bạn sẽ như một cuốn sách mà đọc mãi không chán. Họ sẽ không thể đọc được suy nghĩ của bạn, họ không biết các bạn nghĩ gì. Họ sẽ tò mò, họ sẽ bị kích thích và họ sẽ ngày càng si mê các bạn hơn. Đó là những hành động gì vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Hành động đầu tiên sẽ khiến cho người ấy thấy các bạn là một người rất là khó đoán, là một người rất tinh tế này. Đấy là trong cuộc đời của mình ấy, và trong tình yêu của mình gặp những khó khăn gì. Đừng có thẳng ruột ngựa mà đi nói với người ngoài. Có những bạn buồn một cái là đi tâm sự với bạn thân, buồn một cái đi tâm sự với bố mẹ của mình. Đấy là những cách sai. Bởi vì các bạn biết không, nếu các bạn có vấn đề gì đấy, bạn cãi nhau với người yêu một cái, bạn tâm sự với bạn thân, người yêu của bạn chỉ cần thông qua bạn thân biết ngay bạn đang nghĩ gì, tâm trạng của bạn như thế nào. Bạn là người thẳng ruột ngựa, người ta biết hết tâm can của mình rồi, chẳng còn gì thú vị cả nhá. Nhưng nếu bạn là một người có chiều sâu hơn, để mà mình buồn, mình nghĩ cách để giải quyết cái vấn đề đấy, mình không dễ dàng để nói ra với người ngoài, bởi vì mình đã trưởng thành rồi. Mình nói với bố mẹ mình sẽ lo lắng cho mình, rồi sẽ đưa ra những quyết định nó không đúng đắn, đúng không? Mình không muốn làm cho bố mẹ lo lắng cho mình. Mình tìm cách để mình giải quyết. Mình không biết cách thì mình tìm hiểu ở những người đi trước, người ta cũng trải qua những cái vấn đề như này rồi, họ giải quyết như thế nào, mình tìm hiểu. Còn nói với bạn thân, tại sao không nên nói với bạn thân? Nỗi buồn, nỗi đau, thậm chí là những cái buồn khổ của bạn trong tình yêu, khi bạn nói với bạn thân, các bạn nghĩ rằng người ta sẽ giải quyết cho các bạn à? Không. Có khi họ còn kích bác câu này câu kia, cuối cùng lại khiến mình làm sai, đúng không? Cuối cùng lại mất đi tình yêu luôn ấy. Cho nên là mình nghĩ rằng như thế này, đã là khó khăn trong tình yêu hoặc trong cuộc sống, tốt nhất là tự mình giải quyết đi. Người ngoài họ không giải quyết hộ mình, mà đôi khi họ còn coi thường mình. Họ nói, ồ, tưởng con bé đấy yêu được cái thằng thế nào, hóa ra là cũng bị đau khổ như thế. Và tưởng con bé đấy thế nào, hóa ra cũng bị lụy trong tình yêu như thế. Ví dụ như thế, đúng không? Thì mình bị đánh giá, có thể trước mặt bạn người ta nghe câu chuyện và bí mật của các bạn, người ta đồng cảm lắm. Nhưng sau lưng rồi họ đi nói với người này người kia, thì cuối cùng hình ảnh của mình bị mất. Cho nên là tuyệt đối khó khăn của mình biết giữ ở trong lòng, biết tự tìm cách giải quyết, biết không thẳng ruột ngựa để nói với người khác. Đấy là khi các bạn tinh tế, đấy là khi các bạn khó đoán, để người ta nghĩ rằng các bạn có chiều sâu. Một người có chiều sâu phải là có cái gì nói toẹt ra cái đấy, bức xúc không thể nào mà không giữ được ở trong lòng, hoặc là khó chịu không thể nào giữ được ở trong lòng. Cho nên nhất định phải là một người có chiều sâu như vậy các bạn nhé. Điều số 2 chứng tỏ rằng các bạn quyến rũ, khó đoán, có chiều sâu, đấy chính là đừng bao giờ nhắc về người cũ. Các bạn ạ, nhiều bạn rất sai lầm trong tình yêu là nhắc người yêu cũ tốt thế này, người yêu cũ tốt thế kia, người ta biết làm cái này, biết làm cái kia. Các bạn tự hào lắm à, đúng không? Đặc biệt lại còn nói điều này với người yêu mới nữa thì thực sự quá tệ. Các bạn ạ, nếu mà làm như thế sẽ không bao giờ có hạnh phúc trong tình yêu. Thì cho nên cách ứng xử tuyệt vời nhất khi nhắc về người yêu cũ là như thế này. Các bạn đã từng có người yêu cũ và đã chia tay, lý do là không hợp nhau, nhưng không cần phải giải thích thêm, không cần phải nói nhiều, cũng không cần phải nói là à tôi đã từng bị phản bội, tôi đã từng bị đau khổ trong tình yêu, tôi đã từng bị tổn thương. Bạn nói thế để làm cái gì, đúng không? Nói thế là chỉ mất mặt mình thôi. Các bạn nghĩ sao, các bạn bị phản bội các bạn đẹp mặt lắm hay sao, đúng không? Mình cũng đâu có đẹp mặt gì, thôi cái quá khứ đấy mình cứ coi như là chưa từng tồn tại. Mình gạt đi một người không xứng với mình trong quá khứ. Việc gì cũng phải lôi nó ra để khiến mình trở nên đau khổ, với mình trở thành một kẻ đáng thương để người ta phải thương mình. Không, các bạn ạ. Quá khứ dù có đau khổ như thế nào, nếu bạn là một người thực sự cuốn hút, quyến rũ và có chiều sâu, mình phải biết tự mình phải vượt qua quá khứ đấy. Mình vẫn phải có niềm tin vào tình yêu, và niềm tin vào cuộc sống. Vì nếu mình không có niềm tin thì mình thiệt. Mình cứ đau khổ mãi với cái quá khứ đấy, xong rồi cứ sợ hãi rằng ờ mình đã từng bị phản bội, mình sẽ tiếp tục bị phản bội. Thế thì người khổ là ai? Người khổ là bạn. Bạn có trong lòng những cái hoài nghi đấy thì bạn sẽ không bao giờ có một người chung thủy hết, đúng không? Cho nên chính mình phải là người thay đổi cuộc sống của mình và có niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn chứ. Cho nên tuyệt đối không bao giờ nhắc về người yêu cũ, đặc biệt là không nhắc về người yêu cũ với người yêu mới. Cái thứ nữa, nếu ai có đó có hỏi, hãy nói rằng chia tay vì không hợp với người yêu cũ, vậy thôi, không nói nhiều. Và chúng ta tập trung vào cuộc sống hiện tại của chúng ta, hướng đến tương lai của chúng ta thôi. Thì đấy là cách làm của một người tinh tế và có chiều sâu các bạn ạ. Và cái hành động số 3 khiến cho bạn trở thành một người có chiều sâu, có sự cuốn hút, đấy là một người có quan điểm rõ ràng. Bạn trân trọng hiện tại và trân trọng người của hiện tại. Đó. Khi mà bạn có người yêu, đừng bao giờ cứ phải tơ tưởng đến người yêu cũ, xong nghĩ rằng ôi với người yêu cũ đã có những kỷ niệm đẹp. Có đẹp hay không, đấy cũng là quá khứ rồi. Có đẹp hay không, người cũ cũng là người cũ, và có lý do để họ là người cũ.
Nếu họ tốt đẹp như thế, họ đã không trở thành người cũ rồi. Cho nên ý, bây giờ người đàn ông của mình, người phụ nữ của mình thì mình yêu, mình thương, mình chăm sóc, mình che chở, mình dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho người hiện tại của mình. Chỉ khi các bạn biết trân trọng người hiện tại và coi người hiện tại duy nhất là định mệnh của các bạn thôi ý, thì các bạn mới có hạnh phúc. Còn đứng núi này trông núi nọ, xong rồi cứ nghĩ rằng à đã từng có những kỷ niệm đẹp này, xong rồi cứ bị những cái cảm xúc đấy nó kéo các bạn đi ấy, thì các bạn sẽ bất hạnh nhá các bạn nhá. Hãy nhớ này, người đàn bà, người đàn ông của mình thì mình yêu, mình thương, mình che chở, mình chăm sóc. Không tội gì mà đi nhung nhớ rồi yêu thương người đàn bà, người đàn ông của người khác cả. Người yêu cũ này, thậm chí những người các bạn ở ngoài các bạn bị cám dỗ đều là những người của người khác, không phải của các bạn. Chỉ người yêu của các bạn, người vợ, người chồng của các bạn mới là người của các bạn thôi. Cho nên hãy yêu những cái thứ của mình, trân trọng cái thứ thuộc về mình, làm những điều tốt đẹp nhất cho người thuộc về mình. Chẳng tội gì mà đi yêu thương người của thiên hạ. Có những người ấy, vợ mình thì không yêu không thương, chồng mình thì không yêu không thương, xong đi đối xử tốt với người của thiên hạ. Các bạn ạ, thế có ngốc không? Vợ mình không yêu thương, mình đi yêu vợ của thiên hạ. Chồng mình không yêu thương, mình đi yêu chồng của thiên hạ, xong chăm chóc, không chu cấp cho người ngoài. Còn vợ chồng mình thì thiếu thốn, là mình không chăm lo. Đó, cho nên là nếu các bạn muốn có hạnh phúc, hãy nhớ rằng người của bạn ấy, thì bạn yêu, bạn thương. Mình không ngu mà đi yêu thương hay chăm sóc người đàn ông, người phụ nữ của người khác. Thì quan điểm này rõ ràng, chính xác, nó sẽ khiến cho bạn thu hút được một người cũng giống như bạn như thế, có quan điểm như vậy, và rồi sẽ làm cho nhau hạnh phúc các bạn nhé. Cái điều số 4 mà sẽ khiến cho các bạn có chiều sâu và được yêu rất nhiều, đấy là có quan điểm như này: tốt đẹp thì phô ra, mà xấu xa thì đậy lại. Đừng có cứ lôi những cái chuyện không hay của nhà mình đi nói với người ngoài các bạn ạ. Có vui, chuyện nào tốt thì mình nói với người ngoài đi cũng được, không sao, mình khoe tí cũng được, mà mình không thích khoe thì thôi. Nhưng cái chuyện xấu thì nhất định mình phải cân nhắc thật là kỹ nhá. Cái chuyện xấu có thể lúc tức giận bạn nói ra ngoài thôi, nhưng lúc bình tĩnh lại thì bạn sẽ nghĩ khác. Bởi vì khi cái chuyện xấu nói ra ngoài thì tức là các bạn sẽ làm người khác tổn thương. Ví dụ bạn nói xấu chồng, nói xấu vợ của mình, đúng không? Nói xấu người yêu của mình. Các bạn bảo là ồ mình nói với một người lạ không ai biết đâu, nhưng các bạn phải biết như này này, chỉ cần các bạn nói ra thì rồi sẽ có nguy cơ để biết được. Chỉ có không nói ra thì mới không ai biết thôi, đúng không? Cho nên phải biết giữ mồm giữ miệng thì nó mới thể hiện rằng mình có chiều sâu, mình tinh tế nhá. Tốt đẹp vô ra, xấu xa nhất định phải để lại. Xấu, có cái gì chưa tốt thì mình cải thiện với người yêu của mình, với chồng, với vợ của mình. Không cải thiện được thậm chí phải chia tay. Chia tay chỉ cần nói đúng một câu là chúng tôi chia tay vì không hợp thôi, không cần phải nói thêm nhiều là anh ta thế này, anh ta thế kia, cô ấy thế này, cô ấy thế kia. Nói xấu đối phương thì các bạn đẹp mặt vào đâu? Nói gì thì nói, đấy cũng là người các bạn được từng chọn cơ mà, đúng không? Cho nên là cũng chẳng đẹp gì mặt mình. Cho nên có vấn đề mình tự giải quyết với nhau, không giải quyết được êm thấm thì chia tay trong văn minh. Đấy mới là một người thực sự có chiều sâu các bạn ạ. Và cái điều số 5 nó khiến bạn cực kỳ có chiều sâu, khác biệt so với những người bình thường, đấy chính là các bạn phải có cái tư duy, cái lối nghĩ, cái cách làm nó không được cái bản năng như trước đây nữa. Tức là bạn phải làm ngược lại. Ví dụ các bạn bị lạnh nhạt, phản ứng một cách rất phổ biến là lồng lộn lên đòi yêu thương, xong rồi trách móc, đúng không? Một người bình thường sẽ làm thế, nhưng bạn cứ không được phép làm thế. Bạn phải làm ngược lại thì bạn mới có cái kết quả là tốt hơn. Ồ, người khác đòi hỏi, mình không đòi hỏi. Mình bình tĩnh lại, mình phân tích tình hình, mình xem mình cần phải làm gì. Mình cho họ không gian riêng thay vì xâm phạm vào không gian của họ, đúng không? Khi các bạn cho họ không gian riêng, bạn lùi lại thì người ta sẽ sợ mất các bạn. Rồi chính người ta sẽ phải là người nỗ lực cố gắng nồng nhiệt để có được các bạn ở trong đời, chứ không phải các bạn phải đòi hỏi. Các bạn giá trị cao, các bạn phải biết thể hiện giá trị của mình, đúng không? Phải ứng xử khác so với những người bản năng bình thường, làm ngược lại so với họ thì bạn mới có kết quả ngược lại so với những người bình thường đấy. Đa số những người bình thường không có hạnh phúc. Còn bạn muốn có hạnh phúc thì các bạn phải làm khác đi các bạn nhé. Đó là 5 cái điều nó khiến cho bạn trở nên quyến rũ, khó đoán. Hãy ứng dụng những điều này để có hạnh phúc nhé. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, để được tư vấn miễn phí trên các video như thế này thì các bạn có thể vào trang fanpage của mình có tên là Toàn Nguyễn, hoặc một trang nữa có tên là Tiêu Thần Khải. Mình có để link ở phần mô tả của mỗi video để các bạn có thể vào đó. Nhấn vào theo dõi, like rồi vào phần tin nhắn để lại câu chuyện của các bạn ở đó. Mỗi một tuần thì trợ lý của mình sẽ lựa chọn những câu hỏi để đưa đến cho mình, và rồi mình sẽ làm các video tư vấn miễn phí cho các bạn như thế này. Bên cạnh đấy, nếu như các bạn muốn tư vấn có phí để gặp trực tiếp mình và trò chuyện với mình những cái câu chuyện riêng của các bạn
thì các bạn cũng có thể đặt lịch hẹn trên hai trang fanpage mà mình có nói với các bạn ở trên nhá. Địa chỉ của trang fanpage thì mình luôn luôn để ở phần mô tả của mỗi video, các bạn không tìm thấy thì các bạn có thể vào các cái link đó. Còn không thì các bạn cũng hoàn toàn có thể lên Facebook và các bạn nhấn Toàn Nguyễn thì sẽ ra. Dù là tư vấn miễn phí hay tư vấn tính phí thì đều là trợ lý của mình sẽ tiếp nhận. Cho nên nếu các bạn muốn tư vấn miễn phí thì các bạn để lại câu chuyện. Còn nếu muốn tư vấn có phí thì các bạn cũng sẽ đặt lịch với trợ lý của mình ở trên trang fanpage nhá. Rất cảm ơn các bạn đã yêu mến và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện của một bạn gái. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em mong có thể chia sẻ câu chuyện của em với chị ạ. Em và người yêu em yêu nhau được 6 năm. Trong thời gian đấy, mâu thuẫn xích mích ban đầu là em, nhưng về sau thì là người yêu của em. Năm ngoái, người yêu em có đề nghị chia tay, lý do là không hợp. Anh trai và chị dâu người yêu em biết được nên mới nói chuyện với người yêu em. Ban đầu, lúc dẫn em về giới thiệu gia đình là đã không đồng ý, nhưng người yêu em vẫn nhất quyết yêu nhau. Giờ 5-6 năm mà lại kêu không hợp là không chấp nhận được. Anh trai với chị dâu của người yêu em bảo thế. Em cũng không đồng ý chia tay, rồi xin thời gian để hai đứa có thêm cơ hội. Người yêu em cũng đồng ý. Trong nửa năm tới tháng 6 năm nay thì người yêu em nhất quyết chia tay. Ban đầu lý do là không hợp, giờ là hết yêu, không còn tình cảm nữa. Đã cho em thời gian để thay đổi mà em vẫn đâu vào đấy. Khi nào nói chuyện thì người yêu em cũng muốn em thay đổi tốt hơn. Em biết là ý tốt và cũng muốn mình tốt hơn. Nhưng với em, điều em thay đổi thì lớn lao, còn với người yêu em thì nhỏ nhỏ nhoi, không bằng thời gian người yêu em đã cho em. Ngay từ ban đầu yêu nhau, hai con người, hai cách sống, quan điểm suy nghĩ khác nhau hoàn toàn. Em vì yêu nên thay đổi, nhường nhịn, nhưng với người yêu em thì nó không đủ. Em đã từng bảo người yêu em tại sao chỉ cần em thay đổi để phù hợp, còn người yêu em thì lại không. Người yêu em đã trả lời thay đổi để yếu kém như em. Em không thích thể thao nên sức khỏe không dẻo dai được như người yêu em. Em dựa dẫm vào người yêu em nhưng chỉ về tinh thần, nhưng người yêu em không muốn. Em cũng cố hạn chế những mâu thuẫn, nhưng rốt cuộc đến hôm nay người yêu em vẫn khăng khăng chia tay chị ạ. Thấy em khóc thì vẫn nhói lòng đau, nhưng rồi sẽ qua đi thôi. Nếu em không vượt qua được thì em sống với nỗi đau đó. Em không biết phải làm gì nữa chị ạ. Em chỉ nhắn tin được bấy nhiêu, để mà kể ra thì chắc hết cả mấy trang giấy chị ạ. Mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị. Dù clip của chị em đã xem nhiều, không níu kéo, nhưng em lại không làm được như thế. 3 tháng qua không ngày nào em không rơi nước mắt. Em ức vì mình đã cố gắng như thế, với người ta nó không là gì cả. Em thân mến, thực ra chị hiểu cảm xúc của em, nhưng chị không thể ủng hộ những cái điều em đang làm được. Bởi vì nghe câu chuyện của em xong, chị biết tại sao người đàn ông đấy lại coi thường em như thế. Người ta hạ thấp em đang bị người đàn ông này hạ thấp, coi thường. Nhưng mà em không biết cách bảo vệ quyền lợi cho mình. Trong tình yêu á, chị nói rất nhiều: đừng bao giờ nghe lời đàn ông răm rắp. Em ạ, nghe lời đàn ông răm rắp thay đổi theo ý đàn ông không có nghĩa là người ta sẽ thích đâu. Mà người ta chỉ thấy mình thiếu giá trị, không có quan điểm và không có sự cuốn hút. Một cái sai lầm của em nữa là em cứ chạy theo người đàn ông này. Em cứ chạy theo người ta, bất kể điều gì xảy ra, người ta nói đúng nói sai, em cứ chạy theo người ta và em thay đổi. Thế thì làm sao mà em có sức hút với người đàn ông này được hả em? Đúng không? Đến bây giờ em sau khi xem những cái video của chị, em vẫn nói rằng em biết là không nên níu kéo, nhưng mà em không làm được. Đúng không? Chị hiểu tại sao em không làm được. Mình yếu đuối trong tình yêu, mình phụ thuộc vào cái người đàn ông này quá, mình cần người ta quá, không có người ta mình sống không nổi, mỗi ngày mình khóc quá nhiều, quá trời như vậy mà. Đúng không? Thì chị hiểu cho cảm xúc của em, chị biết tại sao em lại như thế. Nhưng chị không thể ủng hộ những cái hành động đấy, vì những cái hành động đấy nó chỉ hạ thấp giá trị của em thôi. Mà nó hạ thấp giá trị của em thì làm sao mà người ta trân trọng em được. Ví dụ cho em một tình huống này để em hiểu cái điều đang xảy ra với em là như thế nào nhá. Ví dụ như là một đêm ra chợ, em mua một cái món đồ, đúng không? Món đồ này cũng là một cái điều mà em cũng khá cần trong cuộc sống. Thế nhưng mà nó cũng không phải là quá bức thiết. Đấy,
Thế là cuối cùng người ta bảo là bán cho em 10.000 một cái, 10.000 thôi. Thế em bảo không, 9.000 thôi. Xong rồi người ta bảo thôi 9.000 bán. Thế cuối cùng em lại thấy là hôi hớ rồi, 8.000 thôi. Người ta 8.000 thôi thôi cũng bán. Em lại cảm thấy là vẫn còn hớ. Em bảo 7.000, người ta bảo thôi 7 thì cũng được, thôi bán đi. Xong cuối cùng cứ hạ thấp như thế. Còn 1-2.000. Em cũng đang hạ thấp giá trị của mình như vậy ấy. Em không biết giá trị của mình. Em ạ, người ta bắt em thay đổi cái này, bắt em thay đổi cái kia, em không biết nói lên suy nghĩ của mình à? Đúng không? Biết nói lên suy nghĩ của mình và mình biết mình có cái giá của mình chứ. Ví dụ là hạ thấp cái giá xuống còn 9.000 cái món hàng đấy. Món hàng đấy đồng cái người bán hàng lại đồng ý giảm xuống 8.000. Đáng nhẽ mình thấy là à, cái món đồ này của mình nó đáng giá 9.000 thì mình phải nói là đúng 9.000 tôi mới bán. Không thì anh đi đi, anh đừng có mua nữa. Tôi cũng không bán cho anh để làm gì cả. Không mua thì tôi bán cho người khác. Ví dụ như cái hình ảnh cái món đồ mà chị vừa miêu tả thì có lẽ người đàn ông đấy người ta sẽ không khinh em đến như vậy. Em ạ. Bởi vì ít nhất mình cũng có nhường nhịn một chút rồi. Nhưng người ta cứ quá đà mà người ta cứ đi xuống hạ thấp giá trị của mình như vậy mà em cứ chạy theo người ta. Cuối cùng cái món đồ 10.000 em chỉ bán với giá 1.000 thôi. Đúng không? Thế cuối cùng thì bảo làm sao mà người ta coi thường mình? Tại mình có giá trị đâu. Đấy, còn nếu như mà mình nói rằng món đồ của mình đúng giá 9.000 mình mới bán. Không thì đi. Thì người ta sẽ biết là cái món đồ này mình nhất định phải bỏ ra 9.000 mình mới mua được. Chứ còn 8.000 thì đừng mơ. Đó, thì ít nhất người ta thấy rằng mình mua được cái món đồ đúng giá của nó là 9.000. Đấy, mình có giảm được một chút rồi, đáng nhẽ người khác cũng mua 10.000, mình mua có 9.000 thôi. Thì người ta mới thấy được giá trị chứ. Còn đây là em cứ tự hạ thấp chính mình. Người ta bảo 8, ok 8, bảo 7, ok 7, bảo 6, ok 6, bảo 1, ok 1 luôn. Vẫn cứ chạy theo, đến bây giờ người ta đối xử với em như thế, em vẫn cứ chạy theo người ta, vẫn cứ níu kéo người ta. Đúng không? Em không thể cho người ta thấy giá trị của mình. Là để ở được bên em, anh phải học cách tôn trọng em. Anh tôn trọng lối sống và suy nghĩ của em. Em có lối sống của mình. Còn nếu không, anh bước ra khỏi cuộc đời em. Nếu em làm được như thế thì có lẽ người đàn ông này sẽ không thể nào coi thường em như thế được. Nhưng em không làm được. Em cần người ta quá. Em ạ. Chị rất tiếc khi phải nói ra những cái lời đau lòng này. Mặc dù chị biết em đang rất đau lòng. Chị hiểu cho cái cảm giác đau lòng đấy. Nhưng mà những cái điều em làm nó đi ngược lại với những cái quy luật của hạnh phúc. Thì làm sao mà em có hạnh phúc được. Đúng không nào? Rồi người đàn ông này một câu là đỉnh điểm của sự khinh bỉ và sự khinh thường đối với em á. Em nói rằng tại sao chỉ có em thay đổi mà anh không thay đổi thôi. Anh ta nói thay đổi để yếu kém như em à. Đấy, người ta khinh đến cái mức độ đấy rồi. Người ta khinh ở đây, em phải hiểu rằng không phải là vì em thực sự yếu kém. Bởi vì em không biết nâng cao cái giá trị của mình và làm cho người đàn ông này phải thấy mình cuốn hút, thấy mình có giá trị và phải trân trọng mình. Em chưa từng chỉ cho người đàn ông này cái cách mà để trân trọng mình là như thế nào. Thì làm sao người ta trân trọng em được? Chính em đang hạ thấp giá trị của mình. Em bảo người ta phải nâng cao giá trị của em á. Em bán món đồ này với giá 1.000 em cũng bán. Xong rồi em bảo người ta phải đưa cho em 9.000 để mua, làm gì có chuyện như thế. 1.000 em cũng đồng ý bán thì chẳng có lý do gì người ta đưa cho em 9.000 cả. Đúng không? Ví dụ ở trong mối tình này người ta đối xử với em thế nào em cũng níu kéo người ta, thế nào cũng chấp nhận, thì chẳng có lý do gì người ta phải trân trọng em để được ở bên em cả. Đấy, em có nhìn thấy cái vấn đề ở mình không? Chị cảm thấy rất tiếc, rất đáng tiếc. Bởi vì em đã không thể lấy ra được cái giá trị của mình để làm cho người đàn ông người ta phải tôn trọng mình. Thứ nhất, em có nói rằng về mặt tinh thần thì em đúng là cũng có phụ thuộc với anh ý. Thì chị có thể mặc định rằng về mặt kinh tế em không phụ thuộc với anh ý, đúng không? Hoặc là người đàn ông này người ta yêu cầu ở mình quá là nhiều, nhưng mà mình luôn luôn phục tùng. Ví dụ là anh ta là người yêu thích thể thao, thích những thân hình săn chắc. Và tự dưng anh nghĩ là người yêu của mình cũng cần phải có cái thân hình săn chắc như thế, anh ta mới thích. Thế cuối cùng anh ta nói với em, xong em chấp nhận, đồng ý phải rèn luyện theo ý anh ta. Không, em phải biết nói chứ. Anh ơi, sức khỏe của em có trách nhiệm với nó. Anh có quyền góp ý với em, nhưng không có quyền áp đặt nó cho em. Đó, em phải biết nói như cái thế. Yếu kém như thế nào? Tiền anh kiếm được có nhiều hơn em không? Đúng không? Em có thể là em không có thích vận động nhiều, em không có thích tập luyện nhiều. Em sẽ tập luyện nếu như em thực sự muốn, chứ không phải là em tập luyện vì anh ép em phải tập luyện thì em phải tập luyện. Anh phải học cách tôn trọng cái lối sống của người khác. Còn nếu anh không thể tôn trọng lối sống của em thì hãy đi tìm một cô gái theo đúng ý anh đi. Đừng ngồi ở đây và bắt em phải thay đổi như thế. Em nói ra một câu đanh thép như thế và rồi em bước đi trên con đường của mình. Thể xem cái người đàn ông này người ta có phải khâm phục em không? Người ta có thể coi thường em như bây giờ được không? Đúng không anh? Đấy, toàn toàn là do mình hết cả mà.
em quá phụ thuộc vào người đàn ông này, không có anh ta em sống không nổi, em cứ bám lấy anh ta thì làm sao người ta trân trọng được hả em? Hãy nhớ cho chị một cái điều khắc cốt ghi tâm trong suốt cuộc đời của mình, để dù yêu anh này hay yêu anh khác, em cũng sẽ được trân trọng này. Không phải người ta nói gì mình nghe cả đời, mình phải có quan điểm lối sống của mình, mình phải biết tức giận, mình phải biết nói lý lẽ, mình phải chỉ cho người ta cách để tôn trọng mình, chứ không phải là cái gì mình cũng phục tùng, cái gì mình cũng nghe lời thì mình được yêu. Đây chính là lý do mà rất nhiều cô gái nói tại sao em yêu nhiều thế, em hy sinh nhiều thế mà em vẫn không có được trân trọng đấy. Bởi vì em hy sinh và em cống hiến một cách không đúng đắn. Đây là sự nhu nhược, hạ thấp giá trị của mình. Em đừng nói bây giờ em đang cống hiến rất nhiều cho tình yêu này, em đang nhu nhược và em đang hạ thấp giá trị của mình. Đấy chính là lý do mà người đàn ông này khinh em, coi thường em và không thấy em hấp dẫn. Anh ta không có cái cảm giác là mình phải chiến đấu để có được cô gái này. Còn nếu như em nói đanh thép như chị vừa nói ở trên, xong rồi bảo anh hãy đi tìm người khác đi, xong rồi em đi trên con đường của mình, người ta sẽ phải tiếc em, người ta sẽ phải sợ mất em, và người ta phải chiến đấu vì em. Bởi vì em quá bản lĩnh, em nói quá đúng, chứ không phải là em nói sai hay là em có áp đặt anh đâu. Em không áp đặt anh không có quyền áp đặt em, đúng không? Chúng ta yêu nhau dựa trên cái nền tảng của sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng lối sống lẫn nhau. Cảm thấy chấp nhận được thì bên nhau, mà không chấp nhận được thì thôi. Chứ còn em, dù người ta nói gì, dù người ta đối xử với em như thế nào, em cứ chấp nhận hết. Cái lý do mà em không thể rời xa được, em cứ bám víu lấy là vì đã yêu nhau 5 năm rồi. Chị nói thật cho em biết nhá, yêu nhau 5 năm, thậm chí yêu nhau 50 năm mà nếu không hợp với nhau, không hòa hợp được với nhau nữa thì vẫn phải chia tay. Chứ không phải là 5 năm là nó nói lên tất cả là phải cưới nhau đâu em ạ. Cái người đàn ông này nói với em cái không hợp ấy, thực chất là anh không còn yêu em nữa, anh không thấy em hấp dẫn nữa. Chứ em không hiểu cái câu nói nó không hợp, để rồi cuối cùng người ta phải nói thẳng với em là anh không còn tình cảm với em nữa, đúng không? Rồi em trách người ta là sao lúc đầu không nói đi, lúc đầu thì phấn đấu, gia đình phản đối vẫn phấn đấu. Bởi vì lúc đấy người ta vẫn thấy em hấp dẫn, người ta vẫn thấy người ta có tình cảm với em, người ta vẫn thấy em cuốn hút. Còn càng ngày em càng thảm hại, càng ngày em càng hạ thấp giá trị của chính mình, càng ngày em càng nhu nhược, người ta nói gì nghe đấy. Thế thì bảo làm sao người ta không chán mình, người ta không khinh mình và người ta hết tình cảm với mình. Người ta không có cảm giác là cô gái này là cô gái mà mình muốn chinh phục, mình muốn có ở trong đời. Đôi khi người đàn ông ấy, người ta yêu một cô gái hoàn toàn không theo đúng ý người ta. Người ta thích một cô gái gầy, một cô gái thân hình mảnh mai, thế nhưng người ta vẫn yêu một cô gái có thân hình mũm mĩm. Tại vì là bởi vì sao? Bởi vì cô gái kia người ta biết giá trị của mình, người ta biết cách để giao tiếp với người đàn ông này để người đàn ông này phải tôn trọng mình. Em à, đó. Cho nên chị hy vọng rằng em sẽ hiểu những cái điều này để đừng mắc sai lầm nữa. Và đương nhiên là để nói, để thay đổi tư tưởng của em thì nó cũng sẽ cần rất là nhiều cái thời gian. Chị hy vọng rằng em sẽ xem nhiều thêm những cái video của chị làm trong tình yêu. Con gái như thế nào hấp dẫn, con gái như thế nào có giá trị, con gái như thế nào được yêu và được trân trọng. Rồi xem thêm những cái video mà chị tư vấn cho những bạn khác đi, để rồi em sẽ biết trong tình huống đấy mình cần phải làm gì. Còn nếu em duy trì như thế này tiếp tục á, thì dù bọn em có yêu nhau 50 năm, chán nhau người ta vẫn cứ từ bỏ nhau, khinh mình người ta vẫn cứ khinh mình. Đó, em phải thay đổi đi, biết giá trị của mình hơn đi. Mình không thảm hại đến cái nỗi mà thế nào mình cũng phải chấp nhận vì mình yêu người ta quá đâu. Em à, em có giá trị của mình. Muốn có em người ta phải chiến đấu vì em. Sống bản lĩnh hơn, sống một cuộc sống dư giả hơn, có tiền nhiều hơn, tiếp xúc với nhiều những người đàn ông thành đạt hơn. Để rồi sau này khi em thành đạt hơn, có một cuộc sống độc lập tự do hơn, đến bên em toàn những người đàn ông thành đạt và những người đàn ông toàn tốt, đẹp, cao giáo, đẹp trai, nhiều tiền, hiểu chuyện, biết thấu hiểu em hơn, chiều chuộng em hơn, thì xem em có còn bị lụy về cái người đàn ông này nữa không. Đấy là cái việc mình phải nâng cấp bản thân mình em ạ. Đó, chứ không phải là cứ ngồi đây và cứ chạy theo người ta, cứ sền sệt như vậy thì là mình sẽ có hạnh phúc đâu em ạ. Đó, chị hy vọng rằng những cái điều mà chị chia sẻ hôm nay nó là dốc ruột dốc gan của chị. Hy vọng là nó sẽ không làm em phật ý hoặc là cảm thấy rằng ôi sao chị lại nói với em nặng lời như vậy. Thực ra chị nói như vậy bởi vì chị thực sự muốn em thay đổi để em sẽ có hạnh phúc nhá. Còn cuộc đời của em phải biết em có giá trị. Xem thêm những cái video của chị về chủ đề những cô gái cuốn hút, làm sao để đàn ông chết mê chết mệt về mình. Đấy em ơi, để làm sao mà để người ta phải sợ mất em. Chị làm nhiều quá nhiều những cái video như thế, chẳng qua là mọi người cứ xem, mọi người không có ứng dụng thì làm sao có hạnh phúc được, đúng không em? Hy vọng rằng những cái điều chị chia sẻ nó sẽ góp phần thay đổi cuộc sống của em. Và tỉnh lại đi, đừng thảm hại như thế nữa, hãy tỉnh lại đi. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.